kém xịt bao chục hả? Là một chai được chú xịt bình gửi là gì? 8 bình chú xịt cho nó xịt bình gửi công nhỏ hả? Chú xịt bình gửi công nhỏ. Tại mấy thằng xịt tới đây xịt tay nó muốn nó xịt thuốc dữ lắm, nó xịt phải thuốc ít ít. Chú nói hôm bữa là miếng chú là vàng nhất khu này luôn hả? Ừ, vàng nhất khu này nè. Dạ. Đó, giờ mình thấy cái chân đó, biết rồi đó. Dạ. Xịt vô là trước chỗ lẹt kẹt cử. Dạ. Rồi bắt đầu 4 ngày sau chú quay lại là chú bữa lại cái nữa tiếp tục luôn đó. Dạ. Là không xịt kém. Không, 4 ngày sau là kém. Cũng kém nữa hả? Đấy. Cái nè lẹt kẹt. Rồi bắt đầu nó chỗ lên 10% là 4 ngày sau là quất lại luôn cái thế này đó. Dạ. Cái lá đài chú thấy sao? À, cái lá đài này thì nó bóng lắm nè, nó dày nữa nè. Gờ thấy nó dày. Gờ thấy cảm nhận liền hay chú? Gờ thấy. Gờ thấy nó dày. Dạ. Nhưng mà cái này là chú xịt là... Cái này là tới 3 tử rồi. Chứ không phải là... 55 ngày nè, chỗ lẹt xẹt xịt cái nè, chỗ 10% xịt cái nè. Dạ. Là, chú... Là 4 cử này, 3 cử này là đều có cảm hết. Dạ. Đó, thành thử ra cái mã luôn. Cái mã luôn quá đẹp. Chú xạ cái lượng giống có 12 kg bà con, thì cơ bản á cái cảm quan á mình nhìn đó bà con, thì bà con mình thấy nó hơi thua chân, cái hạt nó to. Thì đối với lúa của chú á là đại thơm 8 nha bà con, đại thơm 8 thế hệ mới á, chú xạ cái chú canh tác cái diện tích rất là lớn ở khu vực mà Phú Cường Tam Nông. Hôm trước mình có đăng cái video mà chú Năm Thao á, thì hôm nay á là được gặp chú nha bà con. Lần đầu tiên luôn á, chú xài kẽm bên lưng đó, mà chú xài hiện tại là 3 lần rồi đó bà con. Bà con thấy chú tin tưởng Alpha ghê chưa? Đó. Nhưng mà cái đền đáp lại á, cái sự tin tưởng của chú Năm đó bà con, là cái dàn lúa bà con mình đang xem nè. Đó, dày lá cứng lá rất là đẹp. Thì đối với chú thì cũng lớn tuổi rồi. Nhưng mà chú chịu thay đổi đó bà con, thay đổi cái phương thức canh tác. Cái lượng giống nè, giống như bà con mọi người, giống như á, bà con đánh giá đó là chú thay đổi 12 kg giống. Đó, cái vụ này thì chú nói là tầm khoảng 35-36 kg phân của bà con. Chi phí xịt cũng nhẹ nữa. Chủ yếu là chú sợ là cái đài thơm mới nè, cái giống đài thơm mới nè, cuối cùng đó bà con, nó vô gạo không có đạt, và cái hạt đó chú sợ nó nhỏ. Nhưng mà hiện tại trạng thì mình thấy là dàn lúa chú rất là đẹp nha bà con. Thì hơi thưa chân thôi. Bởi vì ở giai đoạn mà lúa nhỏ bà con, ở giai đoạn đẻ nhánh nuôi chồi á, chú cung cấp ít UG, thiếu UG, nên là cái lượng chồi mà phát triển lên á, nó không có nhiều, nó không có dày đặc, nên là bà con nhìn thấy nó hơi thưa chân nha. Nhưng mà cái bông, cái lá, nói chung là tất cả toàn diện ở trên miếng ruộng của chú á, thì nấm bệnh nè, cũng như sâu hại, gây hại á, cũng rất là ít bà con, rất là hạn chế. Nên là có thể là cái năng suất của chú á, cục vẫn đảm bảo nha bà con. Hút như cái xương lầy, hút đi, và nó đừng bị lép này. Rỡ đâu quá, có rồi sợ. Bất cứ bất cứ ở Tam Nông này hoặc là chỗ Hoa Văn Tấn Phương Lên Phương Đào không? Bà con mình xem cái bộ lá đồng nè, cọ hai cái lá là xào xào luôn đó bà con, rất là cứng dày luôn. Màu đẹp ghê không bà con, xem nè cái gân lá nè, bà con xem cái gân lá nè, rất là đẹp. Về sự thật á, là kết hợp cái xịt thuốc lem lép hạt đạo ôn rồi dư phẩn kết hợp vô cái thằng kẽm 700 này á, thì thật là tôi thấy là hiện nay bây giờ đó lúa bà con thấy đó là quá sáng. Sáng hạt sáng rất đẹp, nhưng mà còn cử cuối nữa thì để mình năm nay mình thử nghiệm để mình xịt coi nó ra sao. Nhưng mà chắc cú là đẹp rồi, sáng hạt rồi, sáng hạt rồi là to hạt luôn. Thì nhiều á chú á, bà con chú hôm bữa chú có hỏi ý kiến mình á, là đi thấy những cái dàn lúa mà đài thơm 8 mới năng suất như thế nào, thì mình nói đó công lớn mình thấy là thường là tầm khoảng 800-850 là nhiều, là cái vụ hè thu mới cắt nè, là xuống giống cỡ khoảng chừng 10 ngày đó bà con, là mình thấy vậy đó. Nên là chú sợ, nên là chú hỏi mình cái năng suất như thế nào. Nhưng mà mình thấy cái dàn lúa của chú á hiện tại là rất là lực, và cái hạt cũng rất là to nữa bà con, chứ nó không có nhỏ, nó không có teo. Đó, chú thấy sao? À, cái này là chú thấy nó to đó. Cái hạt á, mấy cái gài không có qua xịt thuốc rồi, không có qua bữa nay. Thấy không có đếm nè. Không đếm không luôn, sáng giới luôn. Dạ. Cái này chừng 5-7 ngày nó chỗ lên cái bông, nó cuối xuống nó đẹp. Dạ. Nó to, nó tròn.
cái lá đó bà con mình xem nè, màu cực kỳ đẹp luôn. Mình đó bà con mình quay thiệt là nhiều clip để cho bà con mình đó là đánh giá thực tế như nào. Mình kết hợp với chú để mà quay clip để cho nhiều bà con khác á để mà thấy cái thực tế cái hiệu quả như thế nào khi mà bà con mình kết hợp xài cái kẽm 700 của iFarm đó bà con. Mình sẽ làm thật là nhiều clip. Mình sẽ làm thật là nhiều clip nha bà con. Ở trên nhiều cái khu vực, trên nhiều cái diện tích khác nhau để cho bà con mình tự tin hơn để mà kết hợp với iFarm sử dụng kẽm 700 của iFarm. Chú tự tin chú xài 3 lần đó bà con. Chủ yếu là tính chi phí thôi, tại chú nói phân nè, phân giờ chú đi ba mấy ký là ok cơ bản nè, thuốc chú xịt cũng ít nữa. Thì bây giờ làm sao mà cho nó sáng, cho nó đẹp và nó vô gạo gịch nữa. No hết trơn á là chú thích hả? Chú nói với mình vậy đó bà con. Mình lúc nào mình cũng tìm cái giải pháp gì đó để cho hợp lý cho bà con, nhất là cái chi phí nha bà con. Khi mà bà con kết hợp á, thí dụ một bình kẽm là tầm khoảng 20.000 thì mình sẽ được cái gì? Kết hợp với kẽm, cái chi phí tổng thể bà con bao nhiêu? Thì bà con á là kết hợp xịt từ 2 cho tới 3 lần là đẹp tuyệt vời. Đó. Chứ mình không khuyến cáo á, là cái dàn lúa của bà con đã đẹp rồi mà cần thêm kết hợp kẽm wifi nữa. Mình kết hợp để được cái gì nha bà con? Cộng với chi phí tổng thể của bà con á, bây giờ nó quá nhiều rồi thì thôi khỏi cộng. Để cho nó giảm chi phí nha bà con, thì dàn lúa bà con đã đẹp rồi. Còn mà bà con muốn giữ cái bộ lá đồng xanh đẹp, còn bà con mình nó muốn giữ cái bộ lá đồng xanh đẹp mà tới cắt tới thu hoạch á, để cho cây lúa mình vô gạo gịch, cứng lá, đứng lá để mà hạn chế sâu bệnh hại bà con, thì bà con kết hợp với iFarm. Kết hợp sử dụng kẽm 700 của iFarm nha bà con. Cây lá lúa cực kỳ cứng. Thì mình nói đi nói lại nói đi lại, không phải xịt kẽm là được cái lá không bà con, không phải nó được cái mã ở ngoài không, mà bà con kết hợp sớm á thì nó sẽ giúp cái vỏ chấu của mình đó bà con, sẽ giúp cho cả cái bông lúa và cả lá lúa luôn. Cái thân gạ rất là cứng chắc bà con, cái thân gạ cực kỳ cứng chắc luôn. Bởi vì cái thân cây lúa, bởi vì cây lúa của mình đó, nó quang hợp tốt thì cái thân gạ rất là cứng đó. Cái bộ sản phẩm bên iFarm á là từ giai đoạn lúa đẻ nhánh, bà con kết hợp cái bộ sản phẩm mà mập thân mập chồi á, rồi tới giai đoạn đón đồng bà con kết hợp thêm kẽm là tuyệt vời, dàn lúa cực kỳ cứng chắc luôn. Đây bà con xem cái hạt lúa Đại Thơm 8 mới nè bà con. Bà con đánh giá nha. Những bà con nào mà muốn chuyển sang cái Đại Thơm 8 mới á, thì bà con đánh giá dùm lưng nha. Hoặc là đã canh tác cái Đại Thơm 8 mới rồi á thì đánh giá dùm lưng nha. Thì hiện tại á, thì lúa cũng đang cuối bông rồi bà con. Thì chú đợi khoảng chừng 4 ngày nữa là chú phun xịt ở cái giai đoạn mà lúa cam trái me á bà con. 4 đến 5 ngày nữa nha. Chú lên lịch rồi đó. Hiện tại thì tỷ lệ dầu hạt cho bà con mình xem nha. Chú xịt, chú quản lý cái vụ này á, đếm á bà con, lem lép cực kỳ tốt. Chủ yếu là nó cho vô gạo, chủ yếu bây giờ làm sao để cho nó vô gạo gịch tới cậy. Này hiện tại sữa vô tới đây luôn á bà con. Là đỡ lo hả? Còn bây giờ đếm á, bây giờ bệnh ở trên cái hạt, ở trên lá, là cái dàn lúa này nè, là được bảo vệ ở mức cao nhất rồi bà con. Cái bộ lá nè, bộ lá cực kỳ đẹp. Thì bà con thấy cái dàn lúa vậy nè, dàn lúa cực kỳ sung luôn đó bà con. Mà cái bộ lá đồng bà con xem nè, đó, cái bông sơ với cái bộ lá đồng nè, thấy chưa, rất là phù hợp luôn. Đây cái lá đài nè, cái lá đài sơ với cái bông nè, đây thấy chưa, bộ lá đồng rất là phù hợp và cái bộ lá cực kỳ khỏe bà con. Cây lúa mình nó quang hợp tốt, nó thuận tự nhiên là vậy đó bà con. Cái sức khỏe nó tốt là mọi cái vấn đề ở xung quanh đó mình giải quyết được rất là dễ. Những cái trường hợp hy hữu thì mình không bao giờ mà muốn xảy ra hết, thí dụ là đậu ôn, cháy bì lá hoặc là một số cái sâu bệnh hại mình không bao giờ muốn nó xảy ra. Chủ yếu bảo vệ làm sao mà cho cái bộ lá đồng của mình nó cứng chắc, cho dàn lúa của mình nó khỏe mạnh ở trong nội tại bên trong của nó, là lúc đó mình đỡ lo hả bà con. Còn áp lực sâu bệnh thì phun thuốc thì bà con vẫn kết hợp bình thường, kết hợp với thăm đồng thường xuyên để mà khi bệnh hoặc là phẫn sâu xuất hiện thì mình kết hợp mình phun liền để mà mình chặn đứng liền nha bà con. Chứ mà đôi lúc á, mọi thứ nó sẽ không có vuông, không có được như ý mình muốn đâu bà con. Trường hợp áp lực sâu bệnh, áp lực thời tiết á,